hằng cali xin chào hết những cô chú bác anh chị em nha à, hôm nay thật sự hằng rất là mệt à, khi đã làm một cái công việc mà điều tra gọi là liên lạc hết tất cả những nơi ngân hàng ở bên việt nam và liên lạc hết tất cả um, cái địa chỉ nơi mà cái thằng nguyễn ngọc tấn này nó ở trong giấy chứng minh quý vị tại mình lấy thông tin từ ngân hàng được tại vì đây là một cái vụ lừa đảo cho nên ngân hàng nó cho mình biết cái người trong tài khoản này ở đâu tại vì tụi nó là lừa đảo thì mình có quyền xin để mà làm một cái báo với công an thì thực ra rất là may mắn khi cái công việc của hằng làm thực ra khi lâu nay tất cả thực ra hằng không có quen ai bên Việt Nam Hằng không nhớ luôn Cái chống lỏng cái đầu lúc mà Cái phim mà Hằng đăng về Hằng đi gặp chị Chị Lan á Là để nói về cái vấn đề Cái em Nguyễn Ngọc Tuấn Mà giả danh Hằng Kali để lừa đảo tiền á là lúc đó nguyên ngày cái đầu nhức chống lỏng luôn mình không có nhớ là bây giờ mình mình tìm ai quen ở ngân hàng Việt Nam ta cái xong hằng định hình lại chiều về hằng định hình lại em của hằng làm trong ngân hàng em bà con của hằng làm trong ngân hàng đúng ngay cái ngân hàng của cái thằng nguyễn ngọc tấn này mở cái tài khoản để luồn gạt tiền đúng ngay cái ngân hàng mà em bà con của hằng làm việc thì uh, hằng liên lạc được và hỏi được cái thông tin là tên nguyễn ngọc tuấn tên của nó nguyễn ngọc tấn trong giấy chứng minh cũng nguyễn ngọc tuấn và địa chỉ và cái những cái gì đó hằng đã có thông tin và hằng cũng rất may mắn luôn đây là những cái fan của hàng Kali Những anh xem chương trình của hàng Kali Mà cái này là hàng biết được anh lâu rồi Anh là Mạnh Thường Quân anh là mạnh thường quân mà khi không cần á thì mình không có nhắc không có gọi tới ảnh hai anh em không có nói chuyện ảnh thường giúp nhưng tới khi hằng suy nghĩ hằng nói bây giờ ở ngoài bắc đó mình nhờ ai ta ở ngoài Bắc bây giờ nhờ tìm công an là ai ta? Ở Sài Gòn mình nhờ tìm công an là ai ta? Tại vì khi phải báo công an thì mình phải biết qua cái người nào làm công an để mình liên lạc với sở công an hay là cái gì đấy để mình mình báo. Còn như không, không biết thì nhờ ai? Suy nghĩ đầu. Ồ, nhớ ra có cái anh này mạnh thường quân của hàng Cali lâu rồi mà hình như biết là ảnh ảnh làm công an hay gì đó hay là ảnh làm biết gì về người công an gì đó mình không có biết đại khái. Nhưng bắt phỏ nên gọi. Có zalo của ảnh. Lâu quá không có gọi Cái anh hỏi cái... lâu quá không có gọi rồi Cũng mừng 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 xong cái mới nói Giờ em gọi em nhờ anh <laughs> Hỏi nhờ chuyện gì Nhờ anh liên lạc với công an dùm em Tại vì Phải báo công an Và để phải tìm cho được Cái thằng Nguyễn Ngọc Tuấn này Thật sự Quý vị có biết cái thằng Nguyễn Ngọc Tuấn này Hằng có nói trong cái video hôm qua rồi Không biết Tất cả những cô chú bác anh chị em Nhiều người không có xem hết cái phim thì sẽ không có nghe hết được cái thằng Nguyễn Ngọc Tấn này ai thực sự hằng cũng không biết thằng Nguyễn Ngọc Tấn này là ai nhưng nó là trước đây khoảng 7 8 tháng nó là tạo một cái nick là fan hằng Kali nó thường xuyên kêu hằng bằng mom mà đó là trên bình luận thôi hằng chưa bao giờ nói chuyện với nó bằng một cuộc điện thoại trên Facebook hay là ở trên Zalo à, nó tạo rất là nhiều nick Thậm chí trong facebook nó tạo lúc đó Nguyễn Ngọc Tuấn Fan hàng Cali Nó tạo liên tục rất nhiều nít Nó tạo cái nít fan hàng Cali Fan uh, nó là Nguyễn Ngọc Tuấn Rồi nó tạo những cái nít giả khác Cái nó đi vô cái trang của uh, youtube khác Nó bình luận nó chửi hàng Nó bình luận nó chửi hàng Xong cái nó lấy cái nít thật của nó fan hàng Cali Và cái tên Nguyễn Ngọc Tuấn Cái nó bình luận lại nó chửi người ta Xong nó gửi hàng coi Mà nó nghĩ hàng là ai Nguyễn Ngọc Tuấn nếu mày còn coi cái chương trình của tao mày theo dõi hàng ngày á Để mày lấy phim mày đăng mày đi lừa gạt á Mày phải nghe gõ chị Hằng nè Mày nghĩ chị Hằng là ai mà dễ lừa gạt Mày đáng con tao rồi mày sinh năm 2000 Tao đẻ mày tới mấy thằng cũng được nữa Sinh năm 2000 Xin lỗi xin lỗi quý vị Hằng ở đây hằng gửi lời hằng nói để cho nó coi nó theo dõi phim của hằng tới từng chút một và nó tạo rất là nhiều cái nít hiện tại hiện tại rất là nhiều cái nít giả vô hằng lóc hết nó vẫn tạo nít khác hằng lóc hết vẫn tạo nít khác mà không biết sao có cái giác quan thứ sáu gì của hằng mỗi lần cái lời bình luận của nó là hằng biết ngay là nó mặc dù cái nít khác mà cái lời bình luận là hằng biết ngay là nó xong hằng lóc hết lóc hết cái nít đó nhưng sắp sửa công an bắt nó và không có cái phone để vô tạo nít giả với đi lường gạt nữa đâu công an sẽ bắt nó ha thì các bạn có biết nó tạo nít giả nó tạo đủ thứ nó vô facebook nó làm phiền hằng mỗi ngày nó vô test trong cái messenger của facebook nó kêu mơ 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 mà nó nhắn một lần dài mấy chục thước có thỉnh thoảng khi hằng dòm thử coi nó nói cái gì nhưng hằng không có trả lời mà nó nhắn hoài như vậy fan của hằng có làm phiền hàng không? Không, thực sự những người fan chỉ nhắn trong message, oh chúc hàng cái này kia một câu đơn giản là xong, không có làm phiền hàng mỗi ngày mà một ngày nó làm phiền hàng chừng 100 giác, quý vị nghĩ cái đó fan hay không? Nó nhắn nhưng mà hàng thời gian đâu mà hàng coi thời gian đâu mà hàng nghe, mà khi một người đã nhắn tin cho mình nó quá nhiều như vậy Mình phải đặt một cái dấu hỏi nha quý vị Chứ một người bạn người ta muốn làm quen với mình Không có ai mà nhắn tin cái kiểu đó Nhắn tin mỗi ngày chừng 100 cái tin Các bạn biết Khi nó nhắn bên Facebook hàng không coi Nó nhắn qua Zalo Nó qua bên Zalo, nó kết bạn, nó nhắn qua Zalo nó nhắn liên tục nó kêu mom nó gian sinh nó đòi á con làm con nuôi được không để con mom lãnh con đi qua mỹ nó gian sinh nó cầu lại đủ cho hàng giò mà nói thằng này không được rồi cái này là cái gì đây ghê quá mà thật sự lúc đó tại sao thằng ngu ta Hằng không có bấm để gọi điện thoại mình nghe được cái giọng nói của nó coi mình thu được cái giọng nói của nó thì quá là tuyệt vời rồi thì một thời gian vậy nó làm đủ trò hằng không có trả lời thì nó tạo nít giả vô nó chửi hằng xong cái lấy nít fan fan hằng cái ly, nó giả bộ nó chửi lại người ta xong cái nó gửi qua cho hằng nó cứ làm như vậy tiếp tục hoài cái cuối cùng hằng hằng mới dạch mặt nó hằng nói mày là một cái thằng hằng nhắn tin hằng chửi nó mày là một cái thằng tạo đủ cho cô hằng coi mày như một đứa cháu mày đáng tuổi cháu của hằng sinh năm 2000 nghìn Lúc đó sinh năm 2000 thật sự cái đó là không biết nó để trong Facebook như vậy nhưng mà gốt cuộc trong cái giấy chứng minh nó nó cũng để là sinh năm 2000 quý vị. Giấy chứng minh mà nó nó apply, uh, apply cái giấy uh, cái, cái 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 tài khoản của ngân hàng để mà chuyển tiền cũng sinh năm 2000. Thì hằng mới nói nó dịch mặt nó xong rồi. Là bắt đầu từ đó với sao nó không còn trong một cái uh, một cái nick trong YouTube là fan hằng Kali nữa mà nó tạo đủ thứ các nick giả khác, nó đi qua tất cả các trang Facebook khác, trang YouTube, trang YouTube khác, nó bình luận đủ thứ nó chửi của hàng, xong cái nó chụp những cái bình luận đó, nó gửi lại tiếp cho hàng, hoặc là nó chụp cái bình luận đó, nó đăng lên một cái kênh YouTube. Lúc trước các bạn thấy có một cái nick giả nào đó nó chụp những cái bình luận á, cái bình luận nghề xong rồi nó đăng lên youtube là đó là nó đi bình luận xong rồi nó bình luận nó giả bộ chửi hằng xong rồi nó đăng có ai coi có ai bình luận là giống như nó là một thằng con nít khi nó lường gạt hằng không được nó dùng những cái thủ đoạn nghĩ đi một đứa con nít hay là người lớn mà tạo giả không biết nhưng mà nó dùng một cái thủ đoạn như vậy để làm gì đây là cái chương trình của hằng làm về từ thiện nó lợi dụng hằng nó năn nỉ hằng nó kêu nó nhắn tin nó kêu hằng phải bảo lãnh mơm ơi con làm con nuôi của mơm mơm bảo lãnh con qua mỹ đi một ngày nào đó con nhất định con sẽ qua được mỹ để con à, đi làm với mơm con thương mơm lắm trời ơi nó nói nó nói trong tin nhắn hằng nghe hằng nổi da gà hằng không dám trả lời tại cái đó rất là sợ hằng có trả lời ok con nếu con ngoan con gắng học giỏi con sống tốt thì cô hằng coi con như đứa cháu nhắn mình nhắn tin giống như một người lớn để khuyên một đứa con nít xong khi hằng bắt đầu trả lời một cái tin nhắn tại mình thấy nó nhắn quá mà mình không trả lời mình thấy cũng ngại ở trong lòng khi mình trả lời nó tiếp tục quý vị biết không nó nhắn một ngày không biết bao nhiêu cái nên nhắn vô tiếp tục nó làm phiền hằng rất ghê gớm khi hằng không trả lời bắt đầu nó vô bình luận nó chửi nó vô bình luận nó chửi tiếp nó chửi và xong đó nó chụp bình luận nó lại gọi tiếp cho hằng coi hằng thấy rất là phiền hằng lóc cả cái zalo của nó hằng lóc cái gia, lóc cái zalo của nó và cái facebook hằng cũng đã lóc lại luôn hằng lóc lại luôn mà hằng rất tiếc là facebook lúc đó hằng không có chụp cái hình đại diện của nó lại chứ nếu mà mình chụp lại thì bây giờ có thể mình đưa cho công an nhưng không sao có thể giấy chứng minh thì công an có thể tìm ra ha có thể tìm ra nó và quý vị biết nó tạo Uh, cái kênh hằng kali ở trên facebook tại vì youtube không thể tạo được hai kênh cùng giống tại kênh của hằng đăng kênh lớn rồi còn cái kênh giả vô bắt đầu hằng kali là không được youtube nó không có cho cho nên nó mới tạo lấy từ những cái phim của hằng đăng ở bên youtube bên youtuber đó quý vị hằng thường thường nói hằng hay nói youtuber cho những cô chú bên việt nam hiểu hay là mấy chị em ở dưới quê cũng vậy không biết youtube hằng nói dùng youtuber không à đó rồi Quý vị coi bên Youtube của Hằng Mới là cái thật Còn bên Facebook Nó copy từ Youtube của Hằng Nó xem lại rất kỹ nha quý vị Nó xem lại rất kỹ Và bắt đầu nó cắt bỏ cái đoạn nào Mà Hằng nói quý vị cảnh giác á Nó cắt bỏ đoạn đó Và nó bỏ lên trên cái Facebook của nó Nó để nó live stream Mà các bạn bạn biết nó live stream Cái giọng nó là người Bắc đó Nó ở Bắc Ninh Tại vì Hằng mới có đi tìm hết tất cả liên lạc từ hồi nãy tới bây giờ để tìm cho bằng được từ trong số ngân hàng và giấy chứng minh tất cả của nó là ở ngoài Bắc hết. Cái giấy chứng minh làm từ Bắc Ninh và cái tài khoản ngân hàng đăng ký ở ngoài Hà Nội. Các bạn nghe ở trong cái Facebook mà nó quảng cáo, cái nó live stream vừa live stream vừa nói cái giọng Bắc á. Là thằng Nguyễn Ngọc Tấn Cái giọng nói ở ngoài Bắc là Bắc Ninh Là nó lấy phim của thằng nó live stream Chứ Hằng không bao giờ đăng bên Youtube mà đem qua bên Facebook live stream để làm gì. Hằng sẽ tìm những người làm việc ở bên Facebook ở đây. Sẽ ghi phọt cái trang đó. Nguyễn Ngọc Tuấn. Mày coi. Và mày sẽ cảnh giác. Mày coi cô Hằng Kali. Tao không biết mày lớn hay nhỏ. Mà đại khái mày phải coi chị Hằng Kali làm cái gì. Tao tìm tao sẽ tìm công an bắt cho được mày là một chuyện. Còn một chuyện nữa sẽ liên lạc với Facebook, công ty Facebook chính gốc ở Mỹ mà. Chị Hằng Kali sẽ liên lạc với Facebook và ghi phọt cái tên Facebook của Hằng Kali mày tạo giả. Sẽ làm ghi phọt cái trang Facebook đó không còn lên được nữa. Nếu như mày coi được cái phim hôm nay của chị Hằng Kali đăng lên thì mày dừng lại những cái trò đi dùng tên của chị Hằng Kali để lường gạt khắp nơi. Và cái thứ hai là mày cứ lấy phim của chị Hằng Kali ở bên YouTube. Mày đem qua mày livestream stream bên Facebook để mày lường gạt tất cả những bà con đồng bào. Thấy những cái hoàn cảnh đó mà gửi tiền về quyên góp cho không đúng chỗ. Tại vì mày lừa đảo, mày lấy phim của người khác, mày lừa đảo, mày mở cái tài khoản riêng. Cái số giấy chứng minh của mày mở tài khoản không thể giấu được. Cho dù mày có làm chứng minh giả, ok, công an nó sẽ tìm ra cái gốc chứng minh giả đó từ đâu ha cái gốc chứng minh giả từ đâu và sẽ bắt được cái người làm cái giấy chứng minh giả là ai hằng nhất định hứa sẽ tìm bắt cho được cái thằng nguyễn ngọc tuấn hằng có quen công an ở ngoài hà nội luôn quý vị rất là hên có công an ở ngoài hà nội luôn tại vì những anh này là những mạnh thường quân coi chương trình của hằng thường nói chuyện với hằng hồi trước tới bây giờ lâu rồi khi mình không có công việc mình không có nhờ nhưng hôm nay có công việc bắt bọn nó phải nhờ chị hằng có công an ở sài gòn luôn đó nguyễn ngọc tuấn ở cà mau là quê hương chị hằng khỏi nói rồi chị hằng có cả công an ở hà nội luôn á nguyễn ngọc tuấn Chị Hằng nhất định sẽ tìm bắt cho mày được cái tên giả hay tên thiệt. Tao không cần biết trong giấy chứng minh của mày Nguyễn Ngọc Tuấn. Nhưng không biết tên ở ngoài mày là cái gì. Nhưng nhất định phải bắt cho mày. Nhất định tao sẽ tìm công an bắt. nha Nhưng mày nên nhớ rằng. Một lần mày ăn được thôi. Không thể nào mày lường gạt bà con như thế này. Mày để lường gạt bà con như thế này được. Xin lỗi quý vị cái phim này hằng muốn gửi lời để cho cái thằng nguyễn ngọc tấn đó biết cho nên đôi khi những lời hằng hơi nói hơi bị hơi bị thiếu một cái tế nhị gì đó thì xin quý vị thông cảm cho hằng tại vì hằng rất là tức thậm chí sáng giờ hằng không có ăn được luôn á thì không thể để cho bất kỳ ai dùng một cái tên của hằng cái uy tín của hằng để đi lừa đảo người ta lừa đảo những cô lớn tuổi, những chú lớn tuổi không biết cách gửi tiền làm từ thiện thì bị lừa đảo và dụ để cho nó dụ để gửi tiền về làm từ thiện nhưng cái đó không phải là tiền từ thiện mà đi gửi tiền cho một cái bọn lừa đảo. Cho nên hôm nay cái phim này Hằng muốn nhắn gửi tới cho tất cả những cô chú bác anh chị em ở khắp nơi. Nên xem cái video này và để cảnh giác nếu như một khi à, ai xem chương trình của Hằng Ca Ly muốn gửi tiền giúp cho một cái hoàn cảnh nào trong chương trình của Hằng làm, thì những cô, chú, bác, anh, chị, em nên gọi trực tiếp Hằng Ca Ly. Đúng cái số điện thoại 408-206-1934 là số điện thoại của Hằng. Và từ trước tới bây giờ, từ khi Hằng làm cái chương trình uh, YouTube Hằng cái Ly làm từ thiện tới bây giờ, Hằng chỉ dùng một số điện thoại 408-206-1934 cho chương trình của Hằng. Và gọi tới đúng cái giọng nói của Hằng đang nói chuyện. Cái giọng nói của Hằng nó rất là sang sản. Nhiều khi mấy cô, mấy chú, mấy anh chị gọi tới, nghĩ là... Hằng nói chuyện rất là khó nghe hay là Hằng không thích nói chuyện với mấy cô chú tại vì Hằng rất là bận và cái giọng nói của Hằng nó làm giống như cho người ta rất là khó nghe nhưng thực sự trong lòng của Hằng nghe điện thoại không có không có phải là cái cái lòng mình nghĩ là mình muốn nạt người ta hay là cái gì. Nhưng có những người gọi điện thoại chọc Hằng, Hằng có nạt thiệt, có những anh á, có những anh á gọi tới chọc Hằng nói vô du duyên lắm, Hằng có nạt, Hằng có chửi thiệt á ha. Còn những cô chú hay là những chị em khi gọi tới Hằng, đó là cái giọng nói của Hằng khi hằng đang làm việc thì những cô chú gọi tới thì hằng chỉ có gấp gú nói một hai câu hằng nói hằng đang bận lắm hằng đang quay phim đang phỏng vấn và hằng đang đi trong những cái chỗ văn phòng những cái xô xô những cái này kia đó hằng không có thể cầm điện thoại mà cho mấy chị hay mấy cô gửi dài dòng tâm sự được cho nên hằng chỉ nói mấy chị mấy cô có gì gửi tin nhắn qua cho hằng rồi sau đó hằng về hằng coi có chuyện gấp thì hằng gọi lại chứ hằng không có nói chuyện lâu dài được ha cho nên những cô chú bác anh chị em khắp nơi có coi chương trình của Hằng Kali. Muốn làm từ thiện giúp đỡ những cái trường hợp đó, những cô chú bác hãy gọi đúng số điện thoại của Hằng Kali là số điện thoại bên Mỹ 408 206 1934 và đúng cái giọng của Hằng thì mới là gọi cho Hằng và mới làm đúng. Còn nếu không mấy cô nhận số điện thoại từ một người khác và gửi tên của một người khác thì cái đó không đúng là chương trình của Hằng. Và khi Tại vì đây là nó gạt Nó nói là Hằng còn đang ở Việt Nam làm từ thiện Nó nhận cái số tiền đó là đang làm từ thiện ở bên Việt Nam Nó lấy địa chỉ cả Cà Mau luôn nha quý vị Nhưng khi Hằng nhờ trong cái nhà băng Lấy những cái thông tin ra Thông tin này nhà Cái à khao mở này Có địa chỉ ở ngoài Hà Nội luôn Hằng không có đọc ra đây nha quý vị Hằng không đọc ở đây Địa chỉ nó mở cái Tài khoản ở ngoài Hà Nội Và cái giấy chứng minh của nó là Ở tỉnh Bắc Ninh nha quý vị Ở tỉnh Bắc Ninh Cái số chứng minh của nó Nguyễn Ngọc Tấn Nó sinh năm 2000 thôi 2000 thì bây giờ nó còn rất là nhỏ tuổi à, 2000 2010 2020 là 20 tuổi Nó khoảng 22-23 tuổi thôi Nhưng nếu vậy là đúng rồi Tại trong Facebook lúc đó hằng có thấy Cái tên Nguyễn Ngọc Tấn ở trong facebook mà nhắn cho hằng cái mặt của nó rất là non trẹt và khoảng hai mươi mấy tuổi thôi mình không biết cái đó nó lấy giả hay lấy thật không biết cái đó nó lấy giả hay lấy thật nhưng khi nó đưa cái số tài khoản của nó là tên nguyễn ngọc tấn là không thể làm số tài khoản giả tại phải đúng trong giấy chứng minh thì đưa số tài khoản cho cái cô lan nè với cái lại cái địa chỉ nó ghi ở cà mau nhưng mà không có ghi số nhà gì hết à, đại đại khái là đường ngô quyền đường ngô quyền là nó coi cái đường mà hằng quay trên phim hằng đi tới đâu ngoài cà mau có dính trên cái phim hằng ăn cái gì ở đâu đó nó coi từng chi tiết để mà nó lên đó nó nó làm được nó lường gạt thì nó phải lấy từng chi tiết làm đường ngô quyền và nó lấy một cái tên mà uh, cái tên mà kêu gửi về chuyển về tài khoản bên Việt Nam á là uh, tạ gì trời hồi sáng là ở trong cái tin nhắn của cái cái của chị La của chị Lan chứ không phải của Hằng. Cũng lấy họ tạ mà tạ gì đó. Thì con cháu của Hằng không có ai tạ đó hết trơn á, là nó cũng lấy họ tạ như vậy đó, nó gạt như vậy đó quý vị. Mà Hằng rất là tức cái chị này thì cô cũng 68 như 70 tuổi rồi tại sao chị đã biết hằng kali đang ở san Jose Chị chỉ cái nhà mobile home của chị là cái bữa hằng đi đón ngọc chị đứng bên kia chỉ nói chuyện qua đó là chị là biết hằng luôn và chị có từng gọi điện thoại cho hằng lúc chị mới gặp ngọc đi ngoài cái phạt chị coi chị biết chị hỏi ủa ngọc là ở đây mà sao à, ngọc hằng quay cái gì về ngọc vậy thì hằng lúc đó hằng bận lắm hằng không có trả lời nhiều. Hằng nói chị ơi, vậy chị coi hết cái phim đi rồi chị biết Ngọc lý do tại sao là Ngọc tìm hằng. Thì lúc đó chị coi hết chị nói ờ rồi chị hiểu rồi. Đó. Nhưng hằng không biết tại sao. Chỉ đi lên trên Facebook chỉ chơi. Chị thấy Facebook Hằng Kali nó giả Hằng Kali ẩm thực, nó lấy toàn là hình trong Facebook của hằng. Nó lấy hình trong Facebook của hằng nhiều lắm để nó tạo nó tạo ra một cái trang Facebook của nó nào là hằng kali ẩm thực nào là hằng kali làm về vô gia cư lấy phim đủ thứ thì chị này á chị cũng tài lanh đi hồi sáng thì ra đó hằng coi tin nhắn là chỉ là người nhắn hỏi hằng kali Chỉ nghĩ là hằng kali ở trên đó là hằng kali thật nhưng có nếu hằng kali thật ở trên Facebook Hằng Kali cũng không có thời gian mà ngồi đó chat dài 3 tiếng đồng hồ Cái trang nó dài gì nè quý vị Cái trang mà chỉ chat với nó đó Nó dài lắm Nói hứa hẹn đủ điều Nói này nói kia Nói cái gì đủ thứ Hằng coi hằng nhức đầu hằng bị stress luôn Nói tùm lum Bây giờ có hằng Kali thật Hằng Kali cũng không bao giờ chat với ai Không bao giờ nói chuyện qua nhắn tin với ai Phiền mệt Giống như à, ai gửi lại tin nhắn trong message giờ Mình dòm lướt Người nào cần cái gì Gọi lại một cái nói chuyện cho nó nhanh Mà phải nói chuyện Chứ không có chịu chat qua chat lại mệt lắm Mà Hằng không hiểu chị làm sao Chị chat Rồi chị lấy hình của chị Chị chụp Chị send đi tùm lum Làm sao cái đó là send cho Hằng Kali Bây giờ send hình Kali làm cái gì Mà gửi hình Hằng biết chị là ai Và chị cũng biết Hằng là ai Cho nên khi chị coi chương trình Chị phải biết Và chị nghe trên phim Chị phải biết ồ Hằng nó thường nói nếu muốn gửi tiền phải gọi đúng cái giọng của Hằng. Nghe đúng cái giọng của Hằng. Đúng số điện thoại bên Mỹ của Hằng Kali thì mới gọi là của Hằng. Mà đằng này chỉ chỉ chat ở trên message không nè, mà bấm gọi cho nó không được cái khôn lắm message nó cài theo cái chế độ chỉ chat thôi nha, nhắn tin thôi chứ không có gọi được. Cho nên khi đó nó mới gọi qua Zalo. Nhắn qua nhắn lại là nói không có gửi tiền nó gọi qua Zalo nó gọi qua zalo và sau đó nó không lên tiếng nó nghe coi tình hình như thế nào thì nó không chịu trả lời tại nó trả lời nó sẽ sợ bị bại lộ cái giọng nói là hằng sẽ ghi âm lại thì nó sợ bại lộ cái giọng nói cho nên nó không trả lời luôn rồi bắt đầu hằng tức quá hằng có la hằng trả lời trong video cho nó nghe thì nếu quý vị nào có ai xem cái video này thì quý vị chưa xem cái video trước quý vị nên tìm lại cái video trước để mà xem về cái vụ chị lan bị cái thằng Nguyễn Ngọc Tấn lừa gạt hết bao nhiêu tiền. Và gốc cuộc nó nói chuyện chỉ đi ra dịch vụ chị gửi về Việt Nam. Mà trong khi Hằng đang ở Mỹ. Cái này có phải chị Lan bị nó thôi miên không quý vị? Hằng đang ở Mỹ đang ở San Jose mà không biết sao chat qua chat lại. Nó là giả danh Hằng Cali. Chat qua chat lại, nó cho số tài khoản gửi về Việt Nam. Mà chị lại tin chị cũng đi ra dịch vụ Gửi tiền lẹ Lẹ này là không phải chỗ này Chỗ Hằng quen Lẹ này là ở chỗ dưới Miubitap Cho nên chứ không phải chỗ Hằng Thì chị cũng đi ra dịch vụ chỉ chuyển khoản về cho ở bên Việt Nam là Tài khoản của Nguyễn Ngọc Tấn Nguyễn Ngọc Tấn mà sao lại Hằng Cali Mà chị không có nhận ra được Hằng cũng không biết Không biết chị có bị bệnh gì không Cũng thiệt là tội nghiệp luôn Mà chị không nhận ra được Cái đó là nó giả Vậy mà cũng thôi miên sao đi nghe lời đi gửi tiền cho nó 260 đô. Gửi hai lần là 260 đô. Tổng cộng là vậy bị gạt hai lần luôn á. Cái thêm lần thứ ba là mới sáng hôm hôm qua đó quý vị. Là bắt đầu nó nhắn tin tiếp chứ không có gọi điện thoại. Hằng tưởng đâu là gọi điện thoại thì hay quá. Nhắn tin tiếp, nhắn tin tiếp kêu chị làm ơn đi gửi năng nỉ đủ cách thì lúc mà khi chị gọi cho hằng, lúc đó mới sợ, mới gọi cho hằng. Thì khi gọi hằng Chị phát chị chửi hằng một hơi Tại sao tôi mới gửi cho 260 đô Rồi bây giờ còn nhắn tin còn đòi tiền Còn 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 kêu tôi gửi tiền gì quá trời quá đất vậy Tại sao Cái mình nghe có vấn đề à Mình không biết chị là ai Mình nói chị 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 Khoan chị từ từ chị Chị là ai chị Chị ở đâu chị nói gì Hằng chẳng hiểu gì chị Xong cái Chị nói chị Lan nè chị Lan nè Hằng hỏi chị Lan nào Tại vì chị có nói chuyện với Hằng đâu Mà Hằng biết chị là chị Lan Tại vì biết biết là gặp ở dưới chỗ mô bơ hôm con ngọc đứng nói chuyện dối dối chứ không biết chỉ tên gì nhưng chỉ nói chuyện với cái thằng nguyễn ngọc tuấn này chỉ nói với nó là chỉ là chị lan cho nên khi chị nói với hằng thì chỉ nghĩ cái nít hàng cali là nói chuyện với hằng cho nên cứ nhất định là chị lan nè chị lan nè rồi cái thằng nói chị lan nào chỉ quạo lên chỉ nạt hằng chỉ nói là lấy tiền cho đã bây giờ còn hỏi ngược lại hằng mới nói trời ơi từ 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 hằng mới biết bị gạt rồi hằng nói ok từ 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 kể hết đầu đuôi cái, cái gì từ từ thì lúc đó chị mới nói là có một người ở bên Việt Nam à, nhắn tin à, hằng hằng nhắn tin cho tôi hằng kêu gửi tiền về Việt Nam để làm từ thiện à, rồi tôi đã gửi hai lần rồi hết hai trăm sáu rồi còn bây giờ hằng kêu tôi gửi nữa làm sao bây giờ kêu tôi đi gửi một trăm gửi nữa rồi tôi đang chuẩn bị để đi gửi tiền nè à, sao mà hằng đòi gì mà hằng đòi dai quá vậy hằng xin tiền gì mà xin dai quá vậy thì mới nói chết rồi chết rồi bị gạt rồi sao sao nói hết đi thì lúc đó hằng mới nói như thế nào tại sao chị có nói chuyện đường thoại được với cái người gửi tiền không thì tất cả chỉ nói cái gì không chỉ có nhắn tin thôi thì ra hằng nói chị bị gạt rồi ok chị đi lấy hết những cái thông tin giấy tờ và hằng sẽ chạy ra gặp chị liền bây giờ thì hôm qua là hằng chạy ra gặp chị lan và chỉ trình bày hết tất cả những trên cái video quý vị sẽ tìm lại cái video và hằng gọi điện thoại cho thằng đó như thế nào thì quý vị nếu ai chưa coi thì tìm lại cái video đó xem thì cuối cùng là chị đã bị lừa gạt hằng chính hằng cầm cái điện thoại hằng nhắn tin với nó nó nói những câu làm hằng gung tay luôn tại nó là đang giả trên cái người hằng Cali còn nó nhắn nó nói với hằng là đang cầm cái phone nhắn với nó là hằng cầm cái phone của chị lan thì nó nghĩ là chị lan trời ơi nó thề thốt rồi nó nói nó đang đi đang ở trong tòa nó đang làm việc rất bi gì cho nên không có gọi điện thoại được tại vì nó kêu hằng kêu hằng nhắn nó nói gọi điện thoại để nghe gõ cái giọng nói chị mới gửi tiền nữa tại chị tính làm từ thiện nhiều lắm nhưng mà chị không có nói chuyện điện thoại được với em thì chị không có gửi cho nên that's why nó bấm Zalo lại nó nó nghi cái đó là lúc đó chị phát hiện rồi nó bấm Zalo lại nó thử nhưng nó không chịu lên tiếng. Đó thì cuối cùng nó không chịu lên tiếng nhưng cái số tiền chị chuyển cho nó tất cả hai lần và đã 260 đô thì nó đã rút ra hết. Và trong cái số tài khoản mà ở trong ngân hàng ở Việt Nam điều tra ra là cái tài khoản này nó mở vào ngày 19 tháng ngày 19 tháng 6 gì đó quý vị, 19 tháng 6 hay 19 tháng 7 gì đó. Là uh, ngày 19 tháng 6 hay gì đó. Ờ, uh, ngày 19 tháng 6 gì đó. Là chứng tỏ nó đã lúc hàng ở Việt Nam nó đã gạt người ta để lấy tiền làm từ thiện bên Việt Nam rồi Nhưng hôm nay Hằng nói lên cái video này Nếu những cô bác nào ở nơi xa Mà từng bị nó gạt gửi tiền rồi Mà không gửi đúng cho Hằng đó Thì nên gọi lại cho Hằng Và mất xua sure cho kỹ Đừng có để nó lừa gạt thêm nữa Cái video này Hằng hy vọng Rất là nhiều người xem được Để mà cảnh giác Hằng muốn rất là nhiều người xem được Để cảnh giác Và Hằng sẽ lên trực tiếp trên Facebook Hằng live stream và hằng sẽ nói để cho quý vị quý cô chú bác anh chị em phải cảnh giác thêm thằng nguyễn ngọc tuấn này nữa thì không những là cái tên thực tế nó là nguyễn ngọc tuấn nhưng sau này có thể nó tạo thêm những cái giả khác để nó đi lường gạt tiếp tục nữa cho nên những quý vị cô bác anh chị em luôn luôn khi làm từ thiện mà coi của chương trình hằng ca ly phải nhớ gọi đúng cho hằng ca ly nha đừng có để bị nó lừa gạt Đồng tiền của các cô chú ai làm cũng cực Ai cũng muốn mình đi làm từ thiện cho nó đúng chỗ Nhưng đây là khi Cái chương trình của Hằng làm ra Không phải để cho người ta lấy những thước phim đó đi lường gạt Thì cái đó rất là tội quý vị Rất là tội ha Cho nên Hằng có nói rồi Những cô chú mà không gọi đúng cho Hằng Khi gọi lại Nói cho Hằng làm sao bắt Hằng chịu trách nhiệm được Cái đó là gạt Thương ngày Hằng nói biết bao nhiêu trên cái video Hằng nói Khi gọi tới phải đúng tên hằng thôi bây giờ hằng không có nói tên họ đầy đủ ở đây nó sẽ dùng tên họ để nó có thể giả nữa phải gọi đúng cái số điện thoại 408 206 1934 và cái giọng nói như thế này nè hằng nhận tiền kiếm một người thôi nhà một người mình ơn hằng đứng ra nói cái điện thoại trên cái kênh của hằng ngoài ra không có người nào thay thế hằng nói chuyện điện thoại hết cho nên khi quý vị mấy phải gọi đúng hả gửi tiền còn những anh chị em nào ở mỹ mà nhắn tin mà gửi tiền không khỏi cần gọi đó là mấy chị cũng biết nhắn bằng cái số điện thoại của hằng khi nhắn vô hằng mới cho gọi gửi bằng cái gì thì hằng có nhắn tin hết khi hằng nhận được hằng báo liền cho mấy chị biết còn những cô chú bác anh chị em ở xa muốn gửi tiền phải gọi đúng hằng à, phải đúng số bên mỹ là số của hằng thôi còn ngoài ra mấy số khác là quý vị bị lừa gạt hết toàn bộ quý vị bị lừa gạt hết đó cho nên quý vị phải rất rất là cẩn thận giùm hằng thực tình hằng à, mình làm những công việc thiện nhưng đôi khi à, mình đi làm việc thiện trước mắt mình nói là ô làm việc thiện để mình hưởng cái phước gì đó giống như lời bình luận của những anh chị em cô chú bác trên mạng động viên hằng đó hằng không có thấy cái phước cái thiện đâu không thấy nhưng cái phiền phước ở trong đầu hằng rất là nhiều cái này là nói thật nhưng khi mình giúp được cho một trường hợp nào thì mình vui thôi mình vui cho cái lòng mình thôi nhưng những cái phiền phức đó đối với hằng để mà hằng giải quyết nó rất là nhiều trong những cái trường hợp của trường hợp của những người mà hằng đi giúp thực ra mình làm youtube mình chọn một cái kênh youtube làm thiện nguyện chứ không phải mình làm youtube mình chọn những cái kênh Chẳng hạn có những kênh Họ có thể vô họ ngồi nói thao thao bất thiệt Họ nói những cái điều gì mình không có biết Đôi khi họ nói sai cũng chẳng hề biết Nhưng họ có đề tài Họ lên họ nói để họ làm youtube Nhưng họ cũng Nhiều quý vị cô chú bác anh chị em đó Cũng có vô coi Rồi đôi khi coi thấy họ nói Tầm bậy tầm bạ Nói ghét thì cũng bất lực khách Ai mà coi nói bậy nói bạ hoài Cho nên khi cái kênh youtube mình làm Cái chủ đề gì nó có ý nghĩa hằng chọn cái kênh youtube chủ đề làm gì vô gia cư nó có ý nghĩa vừa giúp được đời mình vừa giúp được có mình có một cái thu nhập tiền lương của công ty youtube trả cho mình tại vì mình làm đó là một cái nghề một cái chóp của mình là công ty youtube trả tiền cho mình cho những cái video khi mình đăng lên được quảng cáo youtube trả tiền quảng cáo cho mình cho nên hằng chỉ thích làm công việc thiện nguyện từ hồi xưa tới giờ làm từ thiện nhưng thay vì ồ, làm youtube mà mình làm được công việc từ thiện luôn Thì cái điều đó là mình thích là được rồi Mình làm sao đúng với cái lương tâm của mình là được rồi Nhưng quý vị rất là nhức đầu và rất là mệt mỏi Chứ không đơn giản giống như mình nghĩ đâu Cho nên quý vị hôm nay thì hàng thông báo cho quý vị biết Là đã tìm được những cái bằng chứng cớ đầy đủ Cái thằng Nguyễn Ngọc Tấn này quê ở Bắc Ninh tài khoản mở ở tại hà nội ở trong cái ngân hàng tại hà nội mà dám là ghi ở cà mau ghi ở cà mau là nó ghi nó gạt chị cái chị lan thôi là ghi ở cà mau cho chị lan tin là hằng đang ở cà mau cho nên nó chứng tỏ là nó đã gạt được nhiều người lúc hằng còn ở cà mau để gửi tiền rồi cho nên khi hằng kêu ở trong ngân hàng người ta coi giùm là nó nhận được từ khi nó mở cái tài khoản tới bây giờ là hơn 50 triệu tiền Việt Nam rồi nghe quý vị Cho nên nó đã gạt hơn 50 triệu tiền Việt Nam của các nhà hảo tâm Gửi về toàn là kêu bằng kiều hối là trong nhà băng mở ra coi là gửi bằng tiền đô về cho nó Thì đó là những tiền mà nó gạt ở trên mạng đó quý vị cho nên hằng mong quý vị làm ơn xem dùm cái video và tẩy chay nó và cảnh giác không những Nguyễn Ngọc Tuấn mà sau này sẽ còn nhiều tên khác để giả danh hằng Kali để lường gạt nữa nghe quý vị. Từ đây trở lên nếu như hằng có một cái thời gian bất kể cái video nào khi hằng làm lên, hằng đều nhắc quý vị một điều nhớ coi chừng bị lường gạt. Mỗi video hằng sẽ nhắc ở trong phim để cho quý vị nhớ và đừng có khi gửi tiền không có đúng chỗ sẽ bị nó lường gạt uổng cái đồng tiền của những cô chú bác anh chị nè, em có cái lòng muốn làm từ thiện. Ok. Thì hôm nay cái phim của Hằng chủ yếu là Hằng muốn thông báo cho quý vị biết để cảnh giác về thằng Nguyễn Ngọc Tấn là hiện tại đang ở Hà Nội. Quê nó ở Bắc Ninh và cái video của Hằng mỗi khi nó lấy nó lên livestream á mà nó nói cái giọng Bắc đó là nó ở Bắc Ninh đó quý vị cái giọng đó ở bắc ninh chứ hằng cali là người nam người miền tây miền tây làm sao hằng đem cái trang you, kênh youtube của hằng lên trên cái giọng miền bắc đó để live stream làm cái gì nếu quý vị coi á thì quý vị phải nghe và mình xác định đây là một cái giả chứ không phải cái thật nhưng hằng sẽ giải quyết cho xong là tìm luôn một cái người làm trong cái facebook để ghi phọt cái tên đó Nghi phọt cái trang Facebook mà của cái thằng Nguyễn Ngọc Tấn tạo ra là tên Hằng Kali và lấy để làm livestream mỗi ngày nha quý vị. Ok. Rồi, một lần nữa Hằng -e Kali xin chào tạm biệt quý vị khán giả. Hằng luôn luôn cảm ơn tất cả những tấm lòng, những các nhà hảo tâm, những fan yêu mến Hằng. Một lần nữa hàng cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt. Bye bye.